cho con là 30 cây vàng, cho con á là 30 là đất. 200 cây mẹ cho hai vợ chồng. Đám cưới hot nhất Việt Nam, vợ chồng trẻ được bố mẹ cho sương sương chỉ có 23 cây vàng và 30 sổ đỏ. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh trao quà cưới của bố mẹ cô dâu và chú rể khiến cộng đồng mạng xem thôi cũng thấy áp lực. Cụ thể, màn trao quà cưới được bắt đầu từ bên phía đàn gái và món quà mở màn mà ba mẹ cô dâu gửi đến hai vợ chồng là một vài món đồ trang sức cũng không có bao nhiêu. Chỉ có một chiếc nhẫn hột xoàn 9.8, một cái vòng 8.6 và một chiếc đồng hồ Rolex nữa, chứ có bao nhiêu đâu. Tiếp theo sau đó là hành trang mà bố chuẩn bị cho con gái khi lập gia đình. Nghe hành trang vậy thôi chứ không có nặng nề gì đâu, chỉ có 30 cây vàng thôi chứ mấy. Ông bà ta thường nói an cư thì mới lạc nghiệp. Vì muốn hai con tập trung tối đa cho công việc nên bố mẹ sẽ lo phần cư giúp hai vợ chồng, cụ thể là tặng 2 căn chung cư tại Bình Dương, cùng với đó là 30 cuốn sổ đỏ nữa mà thôi. Và món quà cuối cùng sẽ cho các bạn thấy được nhà gái vừa tâm lý lại vô cùng hợp lý, đó là tặng cho vợ chồng phương tiện để đi lại trong công việc là một chiếc BMW và một chiếc xe tải. Nếu bạn xem tới đây mà bạn nghĩ là đủ áp lực rồi thì xem đến gia đình nhà trai, bạn sẽ không đi nổi đâu. Vì 30 cây vàng mà áp lực thì đến 200 cây vàng của nhà trai thì sao mà đi nổi. Bạn nghĩ sao về đám cưới khủng này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.